Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, thư thái và bình an. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cái lời nhận định của những cái giới chức trong chính phủ Trung Quốc liên quan đến cái cuộc biểu tình xảy ra vào ngày 27 tháng 11 vừa qua liên quan đến cái chuyện là người dân Trung Quốc bây giờ người ta bất mãn với chính sách Zero Covid và người ta đã trối dậy và người ta đòi biểu tình là lật đổ ông Tập Cận Bình và lật đổ đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì những cái thông tin này quý vị đã nắm trong suốt 3 tuần vừa qua. Nhưng mà phải đến ngày hôm nay là thưa quý vị có một cái lời nhận định chính thức đưa ra từ một trong những cái vị giới chức cấp cao của Trung Quốc, đó là một cái ông đại sứ Trung Quốc tại Pháp. Ông này mới đưa ra cái lời nhận định ông không cho rằng là vấn đề nằm ở nằm ở Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề nằm ở cái sự cai trị độc tài của ông Tập Cận Bình mà ông vẫn là một cái thuyết một cái thuyết mà sau khi Hoàng Vi thưa thì quý vị nghe thấy sẽ rất là quen bởi vì chúng ta thường nghe thấy ở các cái xứ sở độc tài mỗi lần mà người dân mà lên tiếng nói đó mà bày tỏ cái sự bất bình vì con dung xéo lắm cũng quàng họ chịu nổi họ oằn mình và cho nên họ đứng lên và họ biểu tình và họ muốn là cái tiếng nói của mình cái sự phản kháng của mình phải được nghe thấy và cái kết quả nó phải được thay đổi nhưng mà những cái giới lãnh đạo độc tài thì họ không nghĩ như vậy cụ thể là ngày hôm nay cái ông đại sứ trung quốc tại pháp là lô có tên là lô sa giả và ông đã nói như thế này nè những cái chuyện mà cái làn sóng biểu tình mà xảy ra trong cái thời gian vừa qua thực ra là do những cái thế lực thù địch nước ngoài, những cái thế lực ở bên ngoài tìm cách xúi dục và tạo ra một cái thứ mà ông gọi là cách mạng màu. Đầu tiên, theo lời ông đại sứ này nói, đầu tiên là mọi người chỉ xuống phố bình thường thôi để bày tỏ là cái sự không hài lòng với chính quyền địa phương nha, không có thực hiện đúng và đầy đủ cái chính sách Zero Covid mà chính phủ Trung ương đưa ra. Chỉ là vì là không hài lòng với chính quyền địa phương thôi nha, chứ không phải là không hài lòng với cái Zero Covid của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản. Nhưng mà sau đó những cái người dân này đã bị những cái lực lượng nước ngoài thù địch và lợi dụng và chỉ là họ quăng vào đó một cái một cái que diêm thôi và sau đó nó đã thổi bùng lên cái ngọn lửa và những gì mà thế giới đã thấy trong suốt cái thời gian vừa qua. Đó là những gì mà đại diện của một trong những cái vị giới chức của chính phủ Trung Quốc nói như vậy. Ông này còn đi xa hơn và nói thế này nè, chúng tôi có thể ngửi thấy rõ ràng là mùi của các cuộc cách mạng màu thường xảy ra ở một số nước đang phát triển trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của các lực lượng bên ngoài và ông không có nói là lực lượng bên ngoài là lực lượng nào hoặc là bằng cách nào mà họ có thể tác động vào người dân Trung Quốc khi mà Trung Quốc thưa quý vị đến tận thời điểm này nha, vẫn đóng cửa biên giới và đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc kể từ sau cái ngày 27 tháng 11 mà xảy ra cái làn sóng biểu tình. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc trực tiếp cáo buộc là người nước ngoài đã gây ra đợt biểu tình trong khắp hàng chục những cái thành phố lớn cái thời gian vừa qua. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Trung Quốc nói đến cách mạng màu thưa quý vị. Bởi vì cũng vào năm ngoái năm 2021 đó thì ông ngoại trưởng Vương Nghị đã từng lên tiếng phản đối những cái nước đã xúi dục cách mạng màu ở Trung Á, ý là ông ám chỉ đến những cái cuộc biểu tình chống chính phủ ở những cái nước thuộc khối Liên Xô cũ thưa quý vị vào những năm 2000. Và sau đó Bắc Kinh cũng từng cáo buộc rất là nhiều lần là những cái cuộc biểu tình nổi dậy của giới trẻ Hồng Kông đó. Để mà đòi cái tiếng nói đòi tự do và chống lại luật an ninh, á, quý vị chắc là rất là nhớ rất là rõ cái làn sóng biểu tình này. Thì Trung Quốc cũng cáo buộc là có cái bàn tay bẩn của thế lực thù địch nước ngoài gây ra những cái đợt biểu tình nghiêm trọng như thế này. Và những cái gì mà ông đại sứ Trung Quốc tại Pháp vừa nói và Hoàng Vy vừa thưa lại quý vị, quý vị nghe rất là quen quý vị nghe rất là quen, nó có gần như là nó có một cái công thức giống nhau ở các xứ sở độc tài. bất kỳ một lần nữa khi nào mà người dân bày tỏ cái tiếng nói phản đối của mình và bây giờ rất là khó khăn để người dân phản bộc lộ lên cái tiếng nói của mình thông qua các cuộc biểu tình, thông qua những cái ý kiến trên mạng, thông qua những cái diễn đàn thì cũng sẽ bị bóp nghẹt coi như là quản lý ở đời sống thực và quản lý cả trên trên cái đời sống ảo ở trên mạng. nói chung là những cái tiếng nói phải bị zip lại chỉ khi nào chúng ta đồng thuận và nghe theo thì lúc đó mới có sự yên bình chứ nếu không á, những cái ý kiến phản đối thì sẽ bị bị quy về một mối đó là cuộc cách mạng màu và cũng liên quan đến cuộc chiến chống covid ở Trung Quốc thưa quý vị thì theo những cái diễn tiến những cái dòng thời sự mặc dù là giới chức của Trung Quốc nói rằng là đây là có cái bàn tay bẩn để kích động. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng trong thâm tâm họ, họ cũng thừa nhận rằng là người dân đã quá mệt rồi, đã quá mệt với cái chuyện là lockdown COVID-19 rồi. Và như nhiều lần Hoàng Vi nói đó, làm sao bây giờ mà kéo dài hơn 3 năm mà bây giờ người dân vẫn bị cầm tù ở trong nhà, không được đi ra ngoài thế thì lấy đâu ra cơm để mà bỏ vô miệng và để nuôi những cái đứa con nhỏ đây. Thế là họ bùng dậy. Thì bây giờ là chính phủ phải nhân nhượng. Họ nhân nhượng là họ dỡ bỏ những cái rào cản Covid, những cái rào cản về xét nghiệm Covid-19 và không có lockdown nữa. Nhưng mà họ lại gặp một cái thách thức khác là cái người dân Trung Quốc hiện nay chưa có được chích ngừa đầy đủ với những cái cái mũi tăng cường và cái biến thể Uh, Omicron xem ra là cái COVID, uh, vaccine của Trung Quốc chế tạo thưa quý vị. Có vẻ như không thực sự là đối phó với hữu hiệu đó. Cho nên rất là nhiều chuyên gia thậm chí là tổ chức y tế thế giới vào hôm thứ tư tuần này họ bày tỏ cái một cái bức tranh rất là u ám và đầy bi quan. Họ cho rằng là Trung Quốc sắp tới là sẽ đối diện với một cái làn sóng, uh, một cái đỉnh dịch khác và nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Bởi vì họ chưa đạt được miễn dịch cộng đồng. Um, nhưng mà và nhiều lần hoàng vi có thưa mỗi lần nhắc về trung quốc thì đến tận bây giờ ông tập cận bình vẫn khăng khăng từ chối không có cho sử dụng vaccine của mỹ và tây phương gọi là của cái xứ những cái xứ tư bản dễ chết á, là không có được mặc dù đức nè rồi mỹ là chính chính phủ của tổng thống joe biden nhiều lần nói rằng là họ muốn giúp họ muốn chìa một tay ra họ giúp bằng những cái vaccine như thế này nhưng mà tập cận bình là khăng khăng từ chối nhưng mà mới đây là thưa quý vị vào ngày hôm qua thì trung quốc vừa mới thông qua họ chuẩn thuận là sẽ sử dụng cái thuốc mà để uh, trị covid không phải là vaccine nha thưa quý vị mà thuốc trị covid do pfizer sáng chế pfizer là công ty của mỹ sáng chế có tên là Paxlovid. trước cái làn sóng covid ngày càng trỗi dậy trong suốt cái thời gian vừa qua thì bây giờ Trung Quốc chuẩn thuận cho cái việc mà đưa vô thị trường cái cái loại thuốc này rồi. Và tòa Bạch Ốc cũng đồng thời vào chiều tối ngày thứ năm, tòa Bạch Ốc nói rằng là họ không có muốn in vô, họ không có muốn có bất kỳ một cái can thiệp nào hết vô cái quá trình mà để Trung Quốc chuẩn thuận hay là đưa thuốc của Pfizer sang bên đó để mà giúp đỡ người dân. Người phát ngôn của tòa Bạch Ốc nói cái ý như thế này nè ngay từ cái ngày đầu tiên của cái chính phủ của tổng thống Joe Biden thì ông Biden đã nhiều lần nói rất là rõ là ông muốn là thế giới phải được hưởng những cái thành quả từ những cái nghiên cứu khoa học của nước Mỹ. Pfizer là một công ty Mỹ và sẵn sàng share với những cái thành quả đó. Và tòa Bạch Ốc cũng nhắc lại là trong suốt cái đại dịch Covid-19 vừa qua thì Mỹ vẫn là nước đứng đầu trên thế giới trong cái chuyện là chia sẻ cái nguồn vaccine vừa viện trợ vừa hỗ trợ vừa bán coi như là thông qua nhiều hình thức để mà đưa những cái vaccine Pfizer và Moderna đến với các nước trên thế giới. Đó là cái thông tin từ tòa Bạch Ốc đưa ra như vậy thưa quý vị. Thì không rõ với những cái loại thuốc này thì sắp tới có giúp cho người dân của Trung Quốc và đặc biệt là cái câu chuyện Covid-19 hiện nay đang rất là nhức nhối đối với ông Tập Cận Bình đó. Có liệu là có thể giải quyết được phần nào hay không? Rồi trở lại với nước Mỹ thưa quý vị và cụ thể là với California là quê nhà của chúng tôi đây. Thì um, ông thống đốc Gavin Newsom, ông Gavin Newsom, ông đã từng vào khoảng cách đây vào giữa năm nay nè, vào khoảng tháng 6, ông đã từng rất là tự hào và nói rằng đó là California là tiểu bang, tiểu bang của những cái sắc dân thiểu số và những cái sắc dân của người nhập cư. Đây là tiểu bang của người nhập cư và ông tự hào về điều đó bởi vì California có những cái chương trình, những chính sách để hỗ trợ cho người nhập cư và đây là tiểu bang vàng của người nhập cư, đất lành chim đậu. Đó là những gì mà ông Gavin Newsom đã từng nói và thực tế là tiểu bang California trong suốt cái thời gian vừa qua có rất là nhiều chương trình để hỗ trợ cho người nhập cư, trong đó có cả nhập cư bất hợp pháp. Bởi vì chắc quý vị còn nhớ là vào khoảng tháng 9 vào khoảng tháng 9, thì ông Garnin, Gavin Newsom đã ký một cái đạo luật theo đó cho phép những cái di dân bất hợp pháp đó thưa quý vị có thể có được cái thẻ ID từ cái thẻ ID đó thì mới có thể là đi làm được nè, rồi có thể có bảo hiểm nè, rồi thậm chí là có thể tiếp cận được những cái chính sách về nhà ở về an sinh xã hội. Và ở cái thời điểm mà ký đạo luật đó đó thì ông Gavin Newsom một lần nữa cũng nhắc lại, California có tới 27% dân số đó là người nhập cư và ông muốn là tạo cái điều kiện tốt nhất. Đã có rất nhiều người bày tỏ cái sự bực bội và 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 và, và phê phán cho cái câu chuyện này. Những cái người những cái bên phe chống đó thì họ nói rằng á là tại sao khi mà cái về thuế người dân California cũng phải đóng thuế số rất là lớn, thuế tiểu bang cũng rất là lớn và chi phí California cũng rất là đắt đỏ, nhưng mà những người đi làm và nộp thuế đó thì phải đóng thuế để mà nuôi những cái thành phần là di dân bất hợp pháp và bây giờ được vô và được hưởng toàn bộ những cái quyền lợi gần như không được như là người dân của California là có quốc tịch mỹ nhưng mà cũng được những cái quyền lợi như vậy là vẫn được bảo hiểm free rồi vẫn được uh, nhà cửa đó là cái phần của những người chống đối những cái người mà uh, ủng hộ thì họ nói rằng một lần nữa không chỉ california và nước mỹ nước mỹ nói chung vốn là united states là một đất nước của những cái người di dân cho nên cái việc mà chào đón di dân á, và để cho họ vô và cho họ một cái ID để mà có thể đến tính đến cái việc là có thể kiểm soát được quản lý được bởi vì họ những người di dân này họ sẽ đi làm rồi họ cũng sẽ đóng thuế và nó có một cái chi tiết á, thay vì để là tràn lan ở đầy biên giới rồi vô tạo ra tình trạng bất ổn trong cái xã hội, thì bây giờ mình tổ chức và mình quản lý họ để mà mình biết là họ ở đâu, họ làm gì và quan trọng hơn là họ cũng sẽ đóng thuế. Đó là ý kiến của bên uh, bảo vệ cho cái quan điểm này. Nhưng mà nói chung là cái vấn đề di dân ở nước Mỹ không chỉ ở cấp tiểu bang mà cả ở cấp liên bang thưa quý vị, vẫn là một câu chuyện vô cùng đau đầu mà nó đã trải qua từ thời tổng thống này cho đến thời tổng thống khác và đầu ngày hôm nay hàng loạt những cái tiêu đề chính của các cái hãng truyền thông chính của mainstream của nước mỹ á thưa quý vị thì vấn đề immigration, immigration và immigration vấn đề nhập cư là một trong những cái câu chuyện tiêu điểm của ngày hôm nay thì trở lại với california chúc nữ hoàng vi sẽ nói đến vấn đề liên bang trở lại california thì ông Gavin Newsom vào hôm ngày thứ ba ông đã đến biên giới giữa um, giữa của california và ông đứng đó và ông đã có những cái lời ta tháng ông ta tháng ông nói rằng bây giờ California đó cũng đã đến cái giai đoạn là crisis rồi đã khủng hoảng về vấn đề di dân rồi ông nói là nếu như mà bây giờ chính quyền liên bang không có những cái giúp đỡ và không có những cái chương trình hành động kịp thời á nó đổ áp lực về những cái tiểu bang như California và ông nói là bởi vì thời gian vừa qua California đã có những cái chương trình đầu tư để giúp đỡ và để để để, để tổ chức cái đời sống của những người di dân này một cách như nãy Hoàng Vi vừa thưa đó để cho họ ổn định rồi họ đi làm rồi họ đóng thuế và mọi thứ là nó theo luật lệ và nề nếp như vậy á. Nhưng mà California không thể nào làm hoài như vậy. Ông Gavin Newsom nói là trong suốt 3 năm vừa qua, chúng tôi California đã chi hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho những cái chương trình này rồi. Nhưng mà không thể làm hoài như vậy khi mà cái lượng người di dân vẫn cứ tiếp tục đổ tới bởi vì chúng tôi có cái chương trình chăm sóc di dân tốt mà bây giờ chính quyền liên bang và cả những cái tiểu bang của bên Đảng Cộng hòa nữa vẫn cứ tiếp tục gửi di dân qua bên này thì nó sẽ tạo thành gánh nặng và ông còn nói rằng bây giờ ông lo ngại là trên đường phố California đó sẽ có những cái tội phạm trộm cắp và cướp bóc. Ông nói một cái câu như thế này nè thưa quý vị, quý vị sau đó có thể đọc lại chi tiết hơn ở trên tờ Newsweek. Ông nói tôi nói cái điều này với tư cách là một người cha và hơn hết đó là một người mà phải chịu trách nhiệm cũng như là đứng mũi chịu sào cho cái tiểu bang California và tôi đang cố gắng làm mọi cách để giải quyết vấn đề này nhưng mà California không thể đơn đơn phương để mà giải quyết câu chuyện này mà cần phải có chính quyền liên bang nhưng mà đi xa hơn đó, ông Gavin Newsom thống đốc của California thưa quý vị ông nói một cái ý như thế này nè ông cho rằng đó, bên phía đảng cộng hòa đó đã không có hợp tác không chịu hợp tác để giải quyết cái vấn đề di dân là bởi vì ông nói là ngay từ ngày đầu tiên khi mà tổng thống Joe Biden á, bắt đầu ngày đầu tiên của chính quyền ông ngày cái chấp chính đó thì ông Joe Biden đã có một cái kế hoạch để mà có thể là um, thay đổi và cải tạo cái hệ thống di dân của nước Mỹ nó quá sức phức tạp và nó phải nói là một lần nữa nó đã trải từ đời tổng thống này sang đời tổng thống khác mà vấn đề di dân vẫn không giải quyết được và ông Joe Biden đã có cái thiện chí đó nhưng nhưng và phía bên Đảng Cộng hòa đã không chịu hợp tác kể cả cái nỗ lực của bên Đảng dân chủ và chính phủ Joe Biden muốn cho những cái người dreamer thưa quý vị là những người mà ngay từ nhỏ đã được cha mẹ là di dân đó người ta đem vô lúc con còn nhỏ và bây giờ những cái người này lớn lên rồi thì họ phải được vô quốc tịch Mỹ bởi vì từ nhỏ tới lớn họ sống ở đây, họ đâu có biết quê hương nào khác đâu thì những cái thành phần dreamer đó đó thì phải được quốc tịch nhưng mà cho đến tận bây giờ đó là những cái chương trình đó như lời hứa của tổng thống Joe Biden đều đã không có thực hiện, đều là treo lơ lửng trong không trung chưa có thực hiện. Thì ông Gavin Newsom nói đó, cái điều sau cùng là ở bên phía đảng cộng hòa Hoàng Vi chỉ thuật lại thôi nha thưa quý vị. Và ông Newsom nói thay vì là bây giờ hai đảng kết hợp với nhau, bắt tay nhau để mà đưa ra một cái chương trình hành động cho nó đúng, thì là đảng Cộng Hòa chỉ sử dụng vấn đề di dân như là một cái con bài để mà chỉ trích bên phía đảng Dân Chủ. Và đặc biệt trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ vừa rồi, họ chỉ point the finger, họ chỉ chỉ trích chỉ trích và chỉ trích nhưng mà không có chịu hợp tác và không có chịu đưa ra một cái kế hoạch hành động nào hay hơn. Đó là những gì mà ông Gavin Newsom nói khi ông đến thăm biên giới. Nhưng mà có một cái chi tiết nha thưa quý vị. Cái chuyến thăm này của ông Gavin Newsom và quý vị nhớ là ông là một cái ứng cử viên vô cùng tiềm năng cho cái cuộc chiếc ghế tổng thống năm 2024. Mặc dù nói gì đi nữa, ông Gavin Newsom nhiều lần khẳng định rằng tôi đã nói rồi là tôi không có muốn ra tranh cử. Nếu như mà ông Joe Biden mà ra, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Và có người hỏi tiếp là vậy thì nếu mà ông Joe Biden mà không có ra tranh cử thì ông ra không? ông có ra tranh cử không? Thì ông Gavin Newsom cũng nói là tôi chưa nghĩ đến trong thời điểm này. Nhưng mà nói gì thì nói những người mà quan tâm tới tình hình chính trường của nước Mỹ, đặc biệt là đến cái cầu kỳ bầu cử tổng thống, khi mà bên phía đảng Cộng Hòa là hàng loạt những nhân vật đang nổi lên và đầy sáng giá bên cạnh cựu tổng thống Donald Trump. Bên cạnh ông Ron DeSantis đều là bộc lộ rất nhiều nhân vật bộc lộ ý định ra tranh cử thì bên phía Đảng Dân chủ hiện nay chỉ mới có tổng thống Joe Biden mà thôi thì ông Gavin Newsom là một ứng viên rất là sáng giá và người ta cũng nhiều người đang kỳ vọng là ông sẽ ra tranh cử. Thì cái chuyến đi này của ông Gavin Newsom đến với biên giới Mỹ và Mexico, thưa quý vị, nó sẽ làm cho người ta, đặc biệt là bên phía đảng Cộng Hòa, sẽ càng có thể là đầy nghiến hơn những cái việc làm của Tổng thống và uh, Phó Tổng thống, đặc biệt là bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Bởi vì sao quý vị nhớ không? Là cách đây khoảng gần một năm, Tổng thống Joe Biden đã chỉ định cho Phó tổng thống Kamala Harris phải giải quyết những cái vấn đề di dân mà phải giải quyết tận gốc rễ cái kìa. Tận gốc rễ cái kìa, nhưng mà cho đến bây giờ những cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và bà Kamala Harris chưa có một lần nào đi đến biên giới để mà đứng đó để mà thị sát để mà tìm hiểu để mà điều tra để mà nghiên cứu và để đưa ra những giải pháp và bên phía Cộng Hòa vẫn thường chỉ trích về điều này, cho nên cái chuyến đi của ông Gavin Newsom đến với biên giới đó sẽ làm cho người ta nhắc lại câu chuyện này, và người ta sẽ lại càng có thêm lý do để mà chỉ trích chính phủ của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà còn rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện di dân ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái tuần sau thưa quý vị. Khi mà cái title 42, cái title này vốn được cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra trong cái kỳ đại dịch Covid-19 á, khi mà có nhiều di dân á mà vô biên giới của Mỹ đó thì là cảnh sát biên phòng đó có quyền là đẩy họ về ngay lập tức. Là bởi vì sợ là cái câu chuyện đại dịch là không có cho là trú ẩn ngay tại biên giới nữa. Và cái title 42 đó đã từng expire, đã từng hết hạn, nhưng mà sau đó được extend là được gia hạn ở dưới thời của uh, Tổng thống Joe Biden là vì trong cái đại dịch Covid-19 năm 2020 vừa rồi. Nhưng mà sắp tới đây vào tuần sau thì cái title 42 này sẽ chính thức bị quá hạn và chưa có một cái biện pháp nào hết để mà gia hạn cho cái title 42 này. Và nói ngay một điều xin thưa quý vị là đang có rất nhiều ngộ nhận, người ta cho rằng là chính phủ của tổng thống Joe Biden đã chấm dứt cái title 42 là vốn là do ông Trump đưa ra và để đẩy di dân đến vào biên giới đó ngay lập tức phải ra khỏi biên giới và không có được ở lại ngay trong biên giới để chờ những cái cái quy chế để tị nạn đó thì cái điều đó là một cái sự ngồi nhận bởi vì ông Joe Biden không chấm dứt cái thay đồ 42 mà cái thay đồ 42 nó đã hết nó bị expire nhưng mà chính phủ của tổng thống Joe Biden có đòi chấm dứt một cái chính sách một cái chính sách về di dân mà sau đến phần 2 Hoàng Vi xin phép sẽ được thưa quý vị sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị, vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và một lần nữa nếu như quý vị đang theo dõi chúng tôi trên YouTube thì xin vui lòng ấn vào nút subscribe cũng như nút cái chuông để nhận những thông báo mới của chương trình. Thưa quý vị, kết ở phần 1, Hoàng Vy có thưa quý vị về cái vấn đề di dân gần như là một trong những cái tiêu điểm rất là lớn mà hàng loạt những cái tờ báo như là CNN, như là NBC, như là Fox đều là tường thuật vào ngày hôm nay bởi vì cái Tidal 42 trong tuần sau sẽ chấm dứt và cái điều này người ta dự đoán là sẽ đem tới một cái áp lực, một cái làn sóng di dân nữa, khủng khiếp nữa sẽ tràn vào biên giới. Và cái tờ ASOS, thưa quý vị, họ nhận định, nhiều chuyên gia nhận định là có thể là nếu mà cái Tidal 42 này mà hết hạn đó, Hoàng Vi phải dùng chữ hết hạn chứ không phải là bị dỡ bỏ như nhiều người nhầm tử mà Hoàng Vi đã thưa phần 1. Chính phủ Joe Biden không có đề nghị kết thúc dỡ bỏ cái cái title 42 là vốn đẩy những di dân mà tràn qua biên giới là trả về nước của họ. Và mà bởi vì đó là cái title 42 nó đã bị expire Phải phải nói cho rõ như vậy. Nhưng mà nhiều chuyên gia về di trú đó thưa quý vị, họ nói rằng cái áp lực đối với nước Mỹ về di dân sẽ rất là lớn và có thể cái làn sóng và di dân sẽ đổ về biên giới nó lên đến 14.000 di dân trong một ngày. Trong một ngày và vấn đề bây giờ là chính quyền liên bang và cả các tiểu bang mà ở những cái biên giới đó họ phải họ đang đau đầu tìm cách trong đó cái ông thống đốc Gavin Newsom mới đây thôi còn tự hào là California là tiểu bang vàng cho những cái di dân những người nhập cư nhưng bây giờ ông cũng đau đầu và ông thốt lên cái lời ta tháng như vậy rồi um, có một cái chính sách có một chính sách dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra cũng trong những cái chương trình mà ông trump đã đưa ra để mà đối phó với di dân thưa quý vị thì trong đó có một cái chính sách có tên là remain in mexico remain in mexico mà khi mà tổng thống joe biden lên chấp chính thì ông muốn chấm dứt cái chính sách này remain in mexico là chương trình là kêu những người di dân bây giờ mà vô qua biên giới của mỹ phải không là sẽ bị đẩy lại nó hoàn toàn khác với chương trình Title 42, cái Title 42 là chỉ là được đặt ra ở dưới cái thời đại dịch Covid-19 thôi thưa quý vị. Còn cái chương trình Remain in Mexico là di dân mà qua trong cái thời gian để chờ đợi để phê chuẩn để để quyết định là di dân đó có đủ điều kiện để mà vô nước Mỹ hay không á, thì phải ở lại Mexico chứ không có được ở trong những cái lều những cái trại của nước Mỹ, tạo nên cái gánh nặng của nước Mỹ. Đó là chương trình mà ông cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Thì khi mà ông Joe Biden lên chấp chính thì ông muốn chấm dứt cái chương trình này. Là bởi vì những cái quan điểm của phía chính phủ Joe Biden nói là nó đặt thứ nhất là nó đặt những cái người người dân mà xin di dân đó mà xin tị nạn và chính trị tị nạn về chính trị hoặc là về nhân đạo hay là bất kỳ vấn đề gì hoặc là quê nhà của họ bị khủng bố rồi tham nhũng rồi cướp bóc cho nên họ muốn mong tìm kiếm một cái cuộc sống tốt hơn ở mỹ đó thì nếu như mà bây giờ mà đẩy họ trở về mexico lại đó thì họ có thể là sẽ phải đối diện với những cái vấn đề rất là khủng hoảng và nó ảnh hưởng đến cái sự an toàn của họ cho nên chính phủ joe biden nói rằng cái này nó không có nhân đạo và nó không có đúng với cái tinh thần của united states là mỹ vốn là một hợp chủng quốc hoa kỳ và là một cái xứ sở của di dân cho nên là ông muốn chấm dứt cái chuyện đó và thậm chí những cái tổ chức mà đấu tranh vì di dân ấy thưa quý vị thì họ cũng nói là cái chuyện mà bây giờ đẩy di dân về lại biên giới nó thật ra là nó cũng rất là vô vô nhân đạo không có nhân bản và nó gây ra những cái tình trạng vô cùng nguy hiểm cho di dân rồi cũng tốn tiền tốn bạc cho những cái chính sách những cái chương trình như vậy vậy chứ đâu phải là không nhưng mà vào ngày hôm thứ năm chỉ mới ngày hôm qua đây thôi thưa quý vị thì một chánh án ở Texas theo một cái hồ sơ, một cái vụ kiện mà Bộ trưởng Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton. Quý vị nếu mà theo dõi tình hình chính trường của nước Mỹ sẽ nhớ rất rõ về ông Ken Paxton. Ông Ken Paxton đã nộp đơn lên tòa và yêu cầu tòa đó là bây giờ phải xử cái câu chuyện này, làm sao để không cho chính phủ của Joe Biden chấm dứt cái chương trình Remain um, in Mexico. Thì chánh án uh, Matthew Castmarik vào ngày hôm qua là một chánh án của tiểu bang Texas đó đã đưa ra một cái phán quyết và nói rằng ok tạm thời ngưng lại không có cho chấm dứt chương trình này mà để xem xét thêm về một số cái điều kiện và xem là còn cái chương trình nào có thể thay thế như vậy, trong lúc mà ông chính quyền liên bang thì muốn chấm dứt nhưng mà có cái chương trình nào để mà thay thế mà để mà đối phó với cái làn sóng khủng hoảng này không. Đó là cái câu chuyện mà nó liên quan đến di dân mà Hoàng Vi muốn thưa với quý vị. Thì không rõ không rõ là sắp tới cái chương trình này có thực sự thực sự là chấm dứt hay không thì chúng ta phải chờ xem nhưng mà bộ nội an thì nói rằng họ cương quyết là họ muốn là làm sao đó để mà phải tiếp chấm dứt cái chương trình này thì cũng vào ngày hôm nay vào ngày thứ sáu thưa quý vị thì chính phủ của tổng thống Joe Biden vừa mới công bố một cái chương trình hành động mà họ cho rằng là có một cái chi tiết, một cái plan rất là cụ thể để mà đối phó với cái câu chuyện khủng hoảng về di dân như thế này, đặc biệt một lần nữa khi cái, cái tidal 42 nó sẽ hết hiệu lực vào tuần sau. Thì trong cái chương trình này đó um, đã nhấn mạnh một số cái ý ví dụ như là cung cấp thêm cái nguồn quỹ để mà có thêm cái nhân sự bổ sung một cái số lượng lớn cảnh sát biên phòng cũng như là uh, nhân viên di trú và cũng như là những cái uh, cộng tác viên ở dọc biên giới đó, dọc biên giới các cái tiểu bang để giải quyết những cái hồ sơ di dân hơn 1.000 cảnh sát biên phòng cũng như 2.500 cộng tác viên đó là theo cái chương trình kế hoạch này và đặc biệt đó, trong kế hoạch mà tòa bạch ốc và chính phủ tổng thống Joe Biden tuyên bố đó thì sẽ nhấn mạnh sẽ làm sao mà nhấn mạnh ra những cái ý những cái hậu quả nếu mà di dân á, mà đột mà nhập cư bất hợp pháp thì sẽ bị những cái trừng phạt và những cái hậu quả như thế nào thì sẽ đưa ra sẽ liệt kê ra rất là chi tiết trong những cái bản memo và gửi ra cho những cái cơ quan ở biên phòng như vậy và đó là cái mà chính phủ tổng thống joe biden gọi là một cái kế hoạch chi tiết để mà đối phó với cái làn sóng di dân có nghĩa là bổ sung thêm cái lực lượng cảnh sát biên phòng bổ sung thêm nhân viên để mà đối phó và xét phê chuẩn những cái hồ sơ một cách kỹ lưỡng và cho di dân biết thông qua những cái thông điệp và thông qua những cái mà họ tiếp xúc ngay tại biên giới để biết rằng là họ những người di dân như thế này nếu mà nhập cư bất hợp pháp thì sẽ bị những cái vấn đề những cái hậu quả về pháp lý nào thì đó là một cái chương trình mà hoàng vi vừa đọc thấy thông tin ngày hôm nay nhưng cũng có một cái thông tin khác cũng lại liên quan đến di dân nữa thưa quý vị để mà chứng minh cho quý vị thấy một điều rằng cái câu chuyện về di dân ngày hôm nay gần như là một cái câu chuyện nó nổi lên hàng đầu và là một vấn đề rất là nhức nhối khi mà bộ tư pháp của mỹ đã chính thức nộp đơn kiện ông thống đốc của tiểu bang arizona tại sao lại kiện ông này Tại vì ông thống đốc Arizona vì cũng để giải quyết những cái vấn đề di dân tràn lan ở biên giới như thế này đó thì ông thống đốc Doug Ducey đó đã dựng nên những cái bức tường thay vì như thời của cựu tổng thống Donald Trump là xây cái bức tường biên giới thì bây giờ ông thống đốc Arizona ổng ổng có một cái sáng kiến hơn mà không rõ là sáng kiến hay là tối kiến khi mà ông dựng thành một cái bức tường biên giới mà bằng những cái container thưa quý vị tức là uh, xin cảm ơn ban kỹ thuật ông chở đến biên giới và ông dựng hàng loạt những container cao như thế này và ông nói là bằng cách đó, đó thì sẽ làm thành một cái hàng rào và di dân không có vượt qua được nhưng mà nhiều chuyên gia về di trú họ nói ngay ủa thì cũng ví dụ như tường thì vẫn có tìm cách là họ đào ở dưới họ chui qua hay là bằng cách này bằng cách nọ họ có thể leo qua và đã có rất nhiều những cái chết mà người ta đang cố gắng để mà người ta leo được những cái bức tường cao và sau đó là rớt qua bên phía bên kia và chết nó vẫn có những cái cách như vậy nhưng mà chính phủ liên bang đó thì họ cho rằng là Arizona bằng cách làm như vậy nè đã xâm phạm các vùng đất liên bang. Rồi có những cái lo ngại về môi trường liên quan đến việc xây dựng. Và nói rằng là ông thống đốc Arizona đã chặt bỏ rất nhiều cây cối nè khiến cho hệ thống nước bị tắt và làm suy giảm môi trường. Sống là môi trường sống của những cái loài được liệt kê trong đạo luật là phải bảo vệ một số cái loài động vật mà có nguy cơ tuyệt chủng đó thì tức là cho rằng những cái chính sách này, cái chương trình này nó không có khả thi và bây giờ chính phủ liên bang muốn là chính, uh, chính quyền của tiểu bang Arizona phải bồi thường để khắc phục những cái thiệt hại do cái hàng rào gây ra. Và có một cái chi tiết thưa quý vị, chỉ còn 3 tuần nữa thôi thì ông thống đốc Doci này sẽ không còn ở vị trí uh, thống đốc nữa mà thay vào đó là bà Katie Hope. Katie Hope trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi đó đã thắng cử và sẽ trở thành thống đốc của Arizona trong 3 tuần tới. Và cũng liên quan đến cái Arizona thì chắc quý vị nhớ đến bà Cadillac đó thưa quý vị. Cadillac là cho đến tận thời điểm này vẫn chưa công nhận là mình là thất bại trong cái cuộc bầu cử. Và bây giờ nộp đơn lên đòi tòa là phải xử, phải phải tuyên bố tôi mới là người chiến thắng của cái vị trí thống đốc của tiểu bang Arizona. Hoàng Vi đã thưa quý vị rồi. Trở lại câu chuyện này thì bà Katie Hoff là thống đốc tương lai của Arizona có nói đó, bà cũng phản đối cái kế hoạch mà dựng mấy cái container lên làm thành cái bức tường như thế này và bà sẽ muốn dỡ bỏ nó. Nhưng mà dỡ bỏ như thế nào thì bà chưa có một cái chương trình nào cụ thể hết. Thì không, không rõ, không rõ là cái cuộc dằn cưa dây dưa giữa Arizona và chính quyền liên bang hồi hạ hồi phân giải rồi cuối cùng nó sẽ đi đến như thế nào. Rồi nhưng hồi nãy hoàng vi có nói về một cái vụ kiện ở texas đó, thưa quý vị thì ngày hôm nay cũng có một câu chuyện liên quan đến texas nhưng mà là về câu chuyện là cảnh sát cảnh sát đã có những cái um, những cái phản ứng mà vô tình đã nổ súng và lấy đi mạng của người dân câu chuyện này nó không phải là mới câu chuyện này nó không phải là mới và nó cũng không phải là quá hiếm. Nó xảy ra rất là nhiều. Những cái trường hợp cảnh sát đó, khi mà đối đầu với những kẻ tội phạm mà bị chết đó thưa quý vị, nó cũng rất là nhiều. Và những cái chuyện mà những người dân vô tội mà bị cảnh sát bắn, vô mà bị ngộ sát đó cũng vô, cũng không phải là hiếm. Và đặc biệt đó, ở nước Mỹ người ta vẫn đưa ra những cái uh, uh, sự phản đối và những yêu cầu phải đòi cải tổ lực lượng cảnh sát bởi vì trong đó có rất nhiều trường hợp là cảnh sát da trắng đã có những cái định kiến trong xét đoán phán đoán tình hình và đã vô tình lấy đi mạng sống của người dân vô tội da đen chắc chắn là có nhiều quý vị khán giả đã nhiều lần gửi thư và cũng có chia sẻ nói rằng là có một cái định kiến là cho rằng là tại sao cứ bảo vệ phong trào black lives matter không cái vấn đề là những người da đen hiện nay đó thưa quý vị có một số trong số đó là những người tội phạm mà tràn ra đường xá rồi gây ra cái tình trạng cướp bóc ở những cái cơ sở thương mại cái chuyện đó cũng có và có những cái tình trạng những người da đen mà không có thi hành pháp luật và chống đối lại với lực lượng ở cái giới công lực đó cũng có và có cả cái tình trạng là người da trắng đó trong những cái tình huống mà xét đoán nó nó xảy ra rất là nhanh nhưng mà họ có những cái định kiến họ cứ nghĩ rằng là những cái người da đen đó thì thường sẽ là tội phạm và họ đã lấy đi những người mạng sống người da đen vô tội cũng có cho nên một lần nữa chúng ta không có đưa ra bất kỳ một cái định kiến mà chỉ dựa trên sự kiện thì cái sự kiện này là vào xảy ra vào chiều ngày hôm thứ năm một cái phiên tòa ở, ở texas cuối cùng thì thưa quý vị là bồi thẩm đoàn đã quyết định là một cái viên cảnh sát da trắng có tên là aaron dean trong một cái câu chuyện mà đã xảy ra vào um, vào năm 2019 thì cái ông Aaron Dean này thưa quý vị vào 2 giờ sáng ông nhận được một cái cú gọi của hàng xóm nói rằng là bây giờ sao thấy cái nhà của cái cô có tên là Antasiana Jefferson 28 tuổi sao bây giờ cửa mở hình như là có trộn vô nhà thì ông này cảnh sát này cùng với một đồng nghiệp của mình vào lúc 2 giờ sáng đã phải đến hiện trường thì khi mà cái cô Jefferson này á, ở trong cái phòng ngủ của mình á, và nhìn ra thông qua cái cửa sổ đó, đó là cái trước tiên đó là những cái thông tin dữ liệu đã. Thì cuối cùng không biết chuyện gì đã xảy ra mà ông Erendine này đã nổ súng và bắn chết cái cô Jefferson khi cô Jefferson đang còn mặc đồ ngủ và ở trong cái phòng ngủ của mình. Thì bây giờ khi mà ra tòa đó, khi mà điều tra đó, ngay khi cái vụ này vừa nổ ra thì ông cảnh sát Erendine này đã từ chức. Nhưng mà ông luật sư của ông thì cho rằng đó là vì cô Jefferson có chĩa súng vào ông. Nhưng mà cái người cháu của cô Jefferson này là 11 tuổi lúc đó là có trong phòng ngủ với dì của mình thì nói rằng là không, dì của mình không có cầm súng và bên phía công tố viên họ nói là nhiều bằng chứng cho thấy là cô Jefferson này không có cầm súng và làm sao vào cái khoảng cách mà cô này ở trong phòng ngủ vào buổi tối như vậy mà ông này đứng ở bên ngoài mà có thể nhìn thấy cô Jefferson chĩa súng vào mình cho nên ông ra tay trước để mà lấy đi tính mạng của cô đó là toàn bộ câu chuyện mà huy chỉ xin phép thuật lại thôi và lời của bên biện hộ lẫn bên công tố viên thì cuối cùng là gì cái vụ án này nó xảy ra ở Texas vào năm 2019 và cho đến ngày hôm thứ năm chính thức bộ thẩm đoàn đã đưa ra một cái lời tuyên bố là ông ông cảnh sát Erdogan này á có tội và có thể về tội ngộ sát đó và có thể là ông sẽ phải đối diện sẽ phải đối diện với mức án là 20 năm tù mặc dù là ông Erdogan này từ đầu đến cuối ông nói rằng ông vô tội và ông chỉ tự vệ mà thôi là bởi vì ông bị chỉ súng vô người nhưng mà phía bên công tố viên thì người ta không nghĩ như vậy và bồi thẩm đoàn người ta không nghĩ như vậy đó là câu chuyện xảy ra mà hoàng vi muốn thưa quý vị về một cái thực trạng một cái thực trạng bên cạnh những câu chuyện về bạo lực súng đạn, bên cạnh những câu chuyện về hiện nay cái tình trạng về tội phạm nổi lên ở nước Mỹ, bên cạnh những câu chuyện có những cái định kiến mà cảnh sát đôi khi họ xử trí cái tình huống đó nhưng mà nếu như họ có những cái định kiến và họ dễ dàng cho rằng cứ cái người như vậy, cứ cái thiểu số như vậy sẽ là tội phạm, nó cũng có tồn tại trong nước Mỹ. Và đặc biệt, thưa quý vị, cũng ngày hôm thứ Năm, Hoàng Vi đọc thấy trên CNN có một cái lời nhận định, á, họ cho rằng á, những người nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa trở lại cái câu chuyện mà kỷ niệm 10 năm cái vụ xả súng Sandy Hook mà Hoàng Vi cũng đã thưa quý vị rồi. Thì bây giờ những nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa họ lại bắt đầu họ đổ cho cái trách nhiệm cái bạo lực súng đạn. Nó một lần nữa nó không nằm ở cái khẩu súng AR-15 hay là cần gì phải đưa ra cái luật kiểm soát súng một lần nữa những cái vấn đề nhức nhối như là di dân và những cái vấn đề như là kiểm soát súng nó mãi mãi gần như là không thể nào mà giải quyết được ở quốc hội Hoa Kỳ. Đó là cái câu chuyện mà người ta vẫn mong muốn được thay đổi. Thì những nhà lập pháp bên phía Đảng Cộng hòa bây giờ họ lại đang đổ cho cái chuyện mà bạo lực súng đạn ở nước Mỹ ấy. nó là do cái tình trạng defend police là cho cái tình trạng là phía dân chủ đòi giải tán cảnh sát là ông Joe Biden đòi giải tán cảnh sát và chính ông tổng thống Joe Biden lúc năm 2020 còn là ứng cử viên của tổng thống và ông đã lập đi lập lại nhiều lần và sau đó những cái nhà lập pháp ngay tại quốc hội liên bang ở ở bên phía đảng dân chủ họ đã đưa ra những cái thông điệp họ nói họ không phải là phân police mà ông Joe Biden lập đi lập lại là chúng tôi muốn phân police nhưng mà đòi hỏi là cái lực lượng cảnh sát sẽ được phải được huấn luyện tốt hơn và có rất nhiều câu chuyện chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện là một nữ cảnh sát viên mà chỉ vì dừng kêu một cái thanh niên 20 tuổi mà dừng xe là vì cái thanh niên đó có treo cái miếng thơm ở trên xe đó thưa quý vị thì cảnh sát viên kêu dừng xe là vì có thể là ăn một cái chiếc kịch nhưng mà thay vì móc và sau đó nói qua nói lại sau đó thì thay vì móc cái, cái cái roi điện thì lại móc lộn cái nhầm cái khẩu súng và sau đó là lấy đi mạng của người thanh niên đó nó rất nhiều cái câu chuyện như thế này cho nên những cái nhà hoạt động và những cái nhà lập pháp bên phía đảng dân chủ họ nói rằng là để mà thay đổi cái tình trạng này thì họ mong muốn là phải có những cái điều lệ rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn và cảnh sát phải được huấn luyện tốt hơn. Chứ không phải những cái thuyết âm mưu hay những cái đời ngộ nhận cho rằng phải giải tán cảnh sát. Để mà bây giờ cái vấn đề nước Mỹ, cái tình trạng tội phạm nó ngày càng nổi lên và đó một lần nữa cũng là một trong những cái tâm điểm và là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối của nước Mỹ hiện nay. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, ở phần 3 này, Hoàng Vy xin phép đề cập đến một cái tin tức mà ngày hôm qua trong cái số chương trình Sự kiện trong ngày ngày hôm qua thì ở cái thời điểm lên sóng thì Hoàng Vy chưa có tin tức cập nhật. Nhưng mà ngày hôm nay như lời đã hứa đó thì về cái lời tuyên bố cái major announcement mà cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố với cái hình ảnh là siêu anh hùng, rất là siêu thực như là trong một cái bộ phim hành động giả tưởng đó thưa quý vị. À, xin ban kỹ thuật cho chúng tôi xem lại cái hình ảnh trong cái lời tuyên bố của cựu đó là ông phanh ngực áo ra với cái chữ T là Trump với hai cái ánh mắt tóe ra lửa như là tia laser vậy đó và kèm theo cái lời tuyên bố là nước Mỹ phải cần có những siêu anh hùng như thế này thì rất là nhiều cái lời đồn đoán và hoàng vi cũng đã dành một cái thời lượng không nhỏ để mà đưa ra những cái lời đồn đoán mà nhiều người cho rằng ồ oh, cái major announcement này có thể là cựu tổng thống donald trump sẽ tuyên bố là ai sẽ là liên danh đứng phó cho ông hay là những cái lời tuyên bố quan trọng về những cái chương trình nghị sự mà nếu như ông thành tổng thống thì ông sẽ đưa nước mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại rất nhiều những cái lời đồn đoán và đúng là sau đó tất cả những người đồn đoán và những đặc biệt là những chuyên gia về chính trị, những cái người bình luận tin tức ở những cái hãng truyền thông lớn và Hoàng Vi Tinh là có cả quý vị nữa, sau đó là gần như là ngã ngửa ngã ngửa bởi vì cái lời tuyên bố này không có liên quan gì đến chính trị hết á mà cuối cùng là cái việc là cựu tổng thống donald trump quyết định là giao bán những cái thẻ giao dịch thương mại điện tử và mỗi cái thẻ đó đó mà mua bằng cái đồng điện tử chứ không phải là bằng tiền cash hay là bằng chuyển khoản nha thưa quý vị. Thì bằng cái tiền giao dịch điện tử đó là có cái giá trị là 99 đồng một thẻ là quý vị đang thấy trên màn hình. Quý vị chọn đi là muốn thẻ nào, muốn hình ông Trump đang mặc đồ lính nè, cầm súng rất là ngầu hay là ông đang mặc đồ siêu anh hùng rất là ngầu hay là ông đang chơi golf. Và nếu mà mua một tấm thẻ này thì là 99 đồng. 99 đồng và nếu mà mua hết cái bộ sưu tập này á có 45.000 cái tấm thẻ đó thưa quý vị thì cái số tiền có thể là lên đến vài chục triệu Mỹ Kim thì và để mà mua được um, hoàng vi nhớ là mua được um, 10 thẻ thì sẽ được một cái vé để mà vô dùng cái bữa gala dinner với lại cựu tổng thống donald trump tại florida nhưng mà có một cái thông tin chi tiết liên quan là để mà bay đến florida nếu mà quý vị đang ở california đây đó thì hoặc là quý vị đang ở việt nam á, thì quý vị sẽ phải tự bỏ tiền túi mua vé nữa phải mua vé rồi phải thuê khách sạn để mà được đến Florida để mà dùng bữa tối với cựu tổng thống Donald Trump. Đó là những tin tiết, tình tiết mà Hoàng Vi xin phép được cập nhật với quý vị về lời tuyên bố quan trọng như lời chúng tôi đã hứa vào ngày hôm qua. Nhưng mà cái việc mà cựu tổng thống Donald Trump đưa ra cái lời major announcement, lời tuyên bố rất là quan trọng như là sấm sấm mà động trời quang vang vậy đó thưa quý vị gần như là nổ ra cả một ngày và mọi người rất là chờ đợi cái tin tức đó thì cuối cùng là những cái tấm thẻ giao dịch với những cái hình ảnh rất là lạ lùng và đặc biệt như thế này đây có rất nhiều người có rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích của tổng thống Donald Trump bởi vì họ 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 mong đợi nhiều hơn họ mong đợi là những cái tuyên bố về chính trị và quan trọng hơn nhưng mà Hoàng Vi xin phép được thuật lại cái ý kiến của một cái người là cái người đồng minh đã từng sát cánh với cựu tổng thống Donald Trump đó là ông Steve Bannon, là cựu chiến lược gia của ông Trump. Ông Steve Bannon ngày ngay lập tức vào sáng ngày đầu ngày hôm nay, ông nói một câu như thế này nè thưa quý vị. Tôi không, tôi không, tôi không tham được nữa, tôi không tham gia được nữa. Hay là mình dịch dân giả hơn là tôi chịu hết nổi rồi. Ông Steve Bannon nói, I can't do this anymore. I can't do this anymore. Và cái team mà cố vấn cho ông Trump để mà ra cái dự án vĩ đại như thế này đó, theo lời Steve Bannon nha thưa quý vị, không phải là lời của chúng tôi. Ông Steve Bannon nói á, cái team nào mà cố vấn cho ông Trump để mà ra cái chương trình này á, cần phải bị sa thải ngay lập tức đi. Quá là vớ vẩn. Nhưng mà có một cái chi tiết nữa là cái lời tuyên bố đưa ra vào trưa ngày trưa chiều ngày thứ năm. Quý vị có tin không chưa đầy 24 tiếng theo cái trên cái website của bán những cái tấm thẻ giao dịch điện tử này đó trong vòng chưa đến 10 chưa đến 12 tiếng mà toàn bộ cái collection về những cái hình ảnh ông Trump trong những cái bộ trang phục rất là lạ lùng và độc đáo và khu cool như thế này đó thì là đã bán hết sạch. Đã bán hết sạch. Đã có 14.000 người đã đã mua những cái bộ sưu tập như thế này đó là cái diễn tiến mới nhất nhưng mà nó có một cái câu chuyện đi đi kèm đó là ông đương kim tổng thống ông Joe Biden ngay khi mà cái tin mà ông Trump bán cái tấm thẻ này tung ra đó thưa quý vị thì ông Joe Biden cũng phải nói là nói cũng theo ngôn ngữ dân giả có nghĩa là cũng đanh đá lắm cũng phản ứng liền vừa hài hước và vừa đanh đá ông lên ông tweet liền tôi cũng có những cái announcement những cái major announcement muốn được công bố nè và sau đó là ông liệt kê ra hàng loạt là cái chuyện gì là cái inflation là cái lạm phát của nước mỹ đang giảm rằng là ông vừa mới ký cái đạo luật công nhận về hôn nhân đồng tính rằng ông vừa mới đem về cái ngôi sao bóng rổ britney griner mà một lần nữa cái câu chuyện mà đem về cái ngôi sao này nó vẫn còn gây nhiều tranh cãi cả thuận và cả chống và cả câu chuyện trong cái danh sách major announcement của ông biden còn có cả cái câu chuyện là giá xăng dầu giảm và có 10.000 cái công ăn việc làm vừa mới được tạo ra ở ngay tiểu bang Arizona và đây không phải là lần đầu tiên mà ông già buồn ngủ đã có cái lời gọi là đá xoáy đối với cựu tổng thống Donald Trump uh, trên Twitter vào cái ngày vào cái ngày mà ông Trump tuyên bố là vào ngày 15 tháng 11 khi mà ông tuyên bố là sẽ ra tranh cử cho chiếc ghế tổng thống năm 2024, chắc quý vị còn nhớ, thì tổng thống Joe Biden ngay lập tức đã lên diễn đàn, đăng đàn lên trên Twitter và đưa ra một cái, một cái lời mỉa mai nhẹ đó thưa quý vị bởi vì trong cái lời tuyên bố đó ông Trump nói rằng nếu mà ông thành tổng thống năm 2024 đó thì ông sẽ có những cái cải cách rất là lớn về cái hạ tầng cơ sở của nước Mỹ thì ngay lập tức ông Joe Biden đăng đàn á, và ông cho thấy, ông post cái hình là ông đang ngồi ký cái đạo luật về hạ tầng cơ sở và ông kèm theo cái dòng chú thích là đây nè, đây là cái điều khác biệt giữa chỉ có nói và làm nè không biết chỉ thuật lại sự kiện mà thôi. Và ông sau đó, rồi ông Joe Biden lại tiếp tục post lên một cái video để mà chỉ trích cái câu chuyện này và nói rằng là ông cựu tổng thống Donald Trump đã làm cho nước Mỹ thất bại là để đáp trả cho cái lời của ông Trump đưa ra trong cái lời tuyên bố tranh cử vào đêm hôm 15 tháng 11. Ông Trump nói là tôi phải ra tranh cử bởi vì cái chính phủ đương nhiệm và cả cái đảng Democrat, Democrat là đã làm cho nước Mỹ bây giờ thất bại quá đi thì cho nên là ông Biden mới lên đăng đàn như vậy Hoàng Phi xin điểm lại những cái câu chuyện sự kiện để mà thấy nó liên quan đến major announcement vào ngày hôm thứ năm mà nó tạo ra một cái làn sóng phản ứng cũng khủng khiếp và cả một cái cô ký giả cả một cái ký giả của New York Times là người đã từng viết cái cuốn sách Confident Man đó thưa quý vị từng viết về ông Trump á thì cô cái người ký giả này mới nói thế này nè thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump thích mặc đồ siêu nhân này đâu nhớ lại đi cái hồi mà ông rời cái bệnh viện quân y Wadrid để mà trị covid 19 chín thì ông cũng đòi mật vụ là phải chở ông vòng vòng để mà chào đón và cảm ơn những cái người dân đã đứng hai bên đường để ủng hộ và mong cho tổng thống là mau khỏe mạnh thì lúc đó ông Trump đòi mặc áo siêu anh hùng ở phía dưới cái áo lớp t-shirt của mình đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump như vậy đâu, cho nên ông Trump thật ra rất là thích hóa thân vào những cái nhân vật là siêu anh hùng và siêu giả tưởng, đúng với cái tính cách rất là hài hước của ông và luôn luôn đi kè với những cái những cái điều thị phi và scandal có thể và cả những cái lời tuyên bố gây nhiều tranh cãi. Nhưng mà nó có một cái tình tiết cũng ngay sau cái câu chuyện Major Announcement ngày hôm thứ năm đó, thưa quý vị, thì ông uh, thượng nghị sĩ Chuck Schumer Ông Chuck Schumer là lãnh đạo đa số tại Thượng viện hiện nay, là ở bên phía đảng Dân Chủ đó. Và sắp tới trong cái kỳ họp quốc hội sắp tới là ông vẫn là lãnh đạo của đa số tại Thượng viện bởi vì đảng Dân Chủ đang kiểm soát Thượng viện. Thì trong cái cuộc phỏng vấn với CNN, ông có chia sẻ một cái ý như thế này, một cái bữa ăn tối với CNN và có cả bà Nancy Pelosi đó. Bởi vì người ta nhắc về những cái major announcement của ông Trump, thì người ta mới đặt ra cái câu hỏi đối với ông Chuck Schumer, người ta nói là khi mà bà nancy pelosi mà không còn là chủ tịch hạ viện nữa đó rồi ví dụ như là ông trump mà thành tổng thống thì cái tình huống nó sẽ như thế nào liệu là người ta có thấy được những cái câu chuyện như là cái thời mà lúc mà bà nancy pelosi mà làm chủ tịch hạ viện và ông trump là tổng thống quý vị nhớ không đã có những cái mâu thuẫn và đã có những cái màn mà đấu qua đấu lại giữa hai nhân vật này rất là buồn cười ông trump cũng là một người cá tính rất là mạnh và mở nancy pelosi cũng không phải là một người phụ nữ hiền phải nói là như vậy và ngay ngày hôm qua đó khi mà công bố cái bức chân dung của bà Nancy Pelosi đó nhiều người ta tán dương người ta nói là đây là một cái người phụ nữ rất là cứng và phải giải quyết mọi việc việc đưa ra là phải dứt điểm chứ không có để là không xong thế thì ông Chuck Schumer ông, mi trả lời cái câu hỏi của ký giả ông nói là ông Trump không có ngọ ngoại được với bà Nancy Pelosi Hoàng Vi chỉ xin thuật lại cái lời của ông Chuck Schumer thôi là bởi vì bà này bà cứng lắm bởi vì á, mọi người, quý vị có biết không, bà này á, bà đã từng nuôi mấy đứa con mà. Bà đã có kinh nghiệm á, để nuôi 5 đứa con luôn, cho nên bà rất là cứng. Và ông Trump, á, cái cá tính của ông Trump á, là có rất là nhiều cái điều là trẻ con. Cho nên nếu ông Trump có quậy quọ gì á, thì bà Nancy Pelosi cũng bẻ được hết. Đó là lời của ông Chuck Schumer. Và quý vị mà vừa mới thấy trên màn hình là cái hình ảnh á, khi mà cựu tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang, mở Nancy Pelosi đứng sau xé rẹt rẹt và cả hai bên hai cái nhân vật này là phải nói là chưa hề chưa hề ưa nhau đúng như cái câu ngày xưa mà của bên ở Trung Quốc mà nói đó trời đã sinh ra Trump còn sinh chi ra si tức là Nancy Pelosi đó thưa quý vị rồi trở lại với câu chuyện của ông Trump đó là những cái tình tiết liên quan thôi trở lại với câu chuyện của ông Trump cũng trong ngày hôm thứ năm ông có đưa ra lần này sau cái lần mà đưa ra tuyên bố là bán thẻ giao dịch điện tử thì đây là tuyên bố nghiêm túc Hoàng Vi xin hứa với quý vị Ông Trump có nói rằng nếu mà ông làm tổng thống năm 2024 thì một trong những cái điều ông sẽ làm đó là phải bảo vệ về tự do ngôn luận. Đó là cái điều đầu tiên mà ông sẽ làm nếu mà trở lại tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Và ông nói đó là cái sắc lệnh hành pháp đầu tiên mà ông sẽ ký là sẽ nhắm vào những cái quy định của chính phủ liên bang về quyền tự do ngôn luận tôi sẽ ký cái lệnh hành pháp cấm mọi cơ quan liên bang không được thông đồng với bất kỳ tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân nào nhằm kiểm duyệt, giới hạn, phân loại hoặc cản trở quyền tự do ngôn luận hợp pháp của công dân Mỹ. Sau đó, tôi sẽ cấm chi tiền liên bang cho những cái hoạt động bồ dán nhãn ngôn luận là tin sai lệch hoặc tin giả. Quý vị cũng hiểu khi mà chúng ta nghe là ông Trump tuyên bố vào tối hôm qua như vậy thì quý vị cũng hiểu là trong suốt cái thời gian quý vị nhớ không là sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2020 thì ông Trump nhiều lần lên Twitter và cứ nói về những cái vấn đề về bầu cử gian lận rồi thậm chí trước đó là có một vài những cái lời tuyên bố về vaccine và chính vì vậy cho nên là Twitter nhiều lần label nói là thông tin này chưa được kiểm chứng nha. Hoặc là có những cái thông tin mà cho rằng là về bầu cử gian lận là Twitter với Facebook thẳng tay label đó là thông tin giả, misinformation. Thì chính vì điều đó làm cho cựu tổng thống Donald Trump phải nói rất là nhức nhối cho nên ông nói nếu mà ông thành chủ nhân của tòa bạch ốc thì một trong những cái điều ông làm như vậy và không có cái cho cái chuyện mà vừa rồi đó bộ tư pháp và fbi gửi những cái bản memo đến cho facebook và cho twitter để nói rằng là họ có những cái cơ sở để cho thấy là nga có thể là can thiệp vào cuộc bầu cử cho nên phải rất là cẩn trọng trong những cái thông tin liên quan đến nhạy cảm liên quan đến bầu cử và sau đó là những gì chúng ta đã thấy trong suốt cái tuần vừa qua là câu chuyện là twitter đã đóng cái tài khoản uh, Twitter của ông Trump vĩnh viễn là bởi vì sau cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Thì đây là một cái nỗi nhức nhối của cựu tổng thống cho nên ông nói là ông trở lại là đó là một trong những cái điều ông làm đầu tiên. Nói về cái lời hứa của về bảo vệ nguồn tự do ngôn luận có vẻ như thời gian không còn, nếu như còn thằng vị xin phép được nói rất là nhiều về câu chuyện này. Nhưng mà liên quan đến câu chuyện về tự do ngôn luận thưa quý vị thì cũng là tâm điểm ngày hôm nay. Ông tỷ phú Elon Musk, Elon Musk trước khi thành CEO của Twitter, ông nói là gì? tôi sẽ làm cho twitter trở thành cái mạng xã hội mà nó phải là tiếng nói trung dung không có chính trị không có phe phái cũng không có cái quyền kiểm soát uh, ngôn luận first amendment nhưng mà quý vị biết không trải qua đến ngày hôm nay và cái lúc hoàng vi đang ngồi thưa chuyện quý vị rất nhiều những cái tiếng nói người ta bày tỏ xem ra đó free speech for me but not for thee. Có nghĩa là gì? Ông Elon Musk là người đề cao cái chuyện là phải là đặt tự do ngôn luận. Và chính hôm, chính cách đây một tuần và hôm thứ Bảy, ông vừa mới công bố hàng loạt những cái đoạn trao đổi của nhân viên Twitter đến, đi đến cái quyết định là đóng cái tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump. Và ông lên án, ông nói là cái câu chuyện mà đóng như thế này á, nó vi phạm cái tự do ngôn luận quá đi. Và đó không phải là cái cái chính sách của Elon Musk. Nhưng mà rồi sao? Vào ngày thứ năm thưa quý vị, ông Elon Musk vừa đóng tài khoản của năm nhà báo, năm năm nhà báo của Mỹ. Trong đó có nhà báo CNN, Washington Post và New York Times. Và rất là nhiều người người ta chỉ trích câu chuyện này. Người ta nói, ủa là sao? kêu là không kiểm duyệt, không đóng và ông lên án cái chuyện là đóng những cái tài khoản người ta vô lý. Bây giờ ông đóng những tài khoản của những cái nhà báo là vì sao? Thì ông đưa ra lý do vào cuối ngày hôm qua ông cho rằng thứ nhất là những nhà báo này đã có những cái thông tin những cái bài báo, những cái post mà nói xấu ông. Nhưng mà quan trọng hơn để mà ông đóng đó là bởi vì những cái nhà báo này đã đưa những cái thông tin từ từ những cái account để mà uh, có một cái account ở trên twitter có tên là elon elon chat chat có nghĩa là gì họ theo dõi những cái chiếc uh, cái, uh, chuyên cơ riêng của ông elon musk thưa quý vị bay đến đâu thì uh, cái tài khoản elon chat này uh, mới thuật lại ví dụ nói là elon musk vừa mới rời california elon musk đã đi đến tiểu bang này tiểu bang kia thì cái tài khoản elon chat này uh, người ta thuật lại như vậy của một cái cậu sinh viên cũng chỉ mới trẻ tuổi mà thôi thì Elon Musk đã đóng cái tài khoản của Elon Jet này luôn và đóng luôn tài khoản của những cái nhà báo mà có tường thuật những câu chuyện gì mà liên quan đến Elon Jet và cái theo cái lý lẽ của Elon Musk á là theo lý lẽ nha, nói gì tôi nó xấu tôi cả ngày không sao hết, nhưng mà bây giờ cứ đưa những vấn đề về riêng tư của tôi như vậy á thì nó ảnh hưởng đến gia đình của tôi. Nhưng có một cái lưu ý nha thưa quý vị là những cái thông tin về chuyên cơ của ông Elon Musk á nó là thông tin public. Nó không phải là cái quyền riêng tư nó không phải là cái quyền riêng tư cho nên ông đi đến cái việc mà ông đóng những cái tài khoản cái hình ảnh hồi nãy cảm ơn ban kỹ thuật. Đó là cái cậu sinh viên uh, cũng còn rất là trẻ có tên là um, uh, Jack Swinney. Thì cậu này đã bị cấm uh, đóng cửa ở trên Twitter rồi, nhưng mà cũng ngày hôm nay cái cậu bé Jack Swinney nói gì? Elon Musk cứ thoải mái đóng, tôi không có sợ bởi vì nếu tôi sợ tôi để cho những cái người gọi là big man như Elon Musk cứ hiếp đáp người khác Tôi còn những cái account khác trên Facebook, trên Instagram Còn rất nhiều những cái mạng xã hội mà tôi sẽ vẫn tiếp tục theo dõi những cái chuyên cơ của Elon Musk bởi vì nó có cái app đó thưa quý vị và được phép sử dụng chứ không phải là cái chuyện gì bất hợp pháp hết nhưng mà cái điều mà làm cho những cái ký giả lớn đó của CNN, của Washington Post, của New York Times người ta ấm ức nhất á, trong đó có những người người ta nói rằng, ủa tôi đâu đưa thông tin gì về cái câu về Elon Musk đâu, sao tôi cũng bị đóng tài khoản? Vậy thì vậy thì cái lời tuyên bố rất là mạnh miệng của Elon Musk là phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đấu tranh cho cái quyền đó và bây giờ ông ấy cấm cửa những nhà báo đang thực hiện quyền tự do ngôn luận vậy là sao vậy là sao vậy thì mọi người phải nên đặt câu hỏi về những cái lời tuyên bố của elon musk nhưng mà nếu như những nhà báo đó mà đặt câu hỏi hoàng vi tin là quý vị đã có câu trả lời bởi vì nếu mà phát ngôn mà gọi là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nang truy ở elon musk thì chúng ta không có lạ phải là như hoàng vi đã từng thưa quân tử uh, nói quân tử nhất ngôn là quân tử dạy mà phải nói đi nói lại thì mới là elon musk Giống như cái câu chuyện là kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ, nhưng cuối cùng thì ông ấy không có bỏ phiếu. Giống như nói rằng là Twitter sẽ trở thành mạng xã hội truyền thông trung dung, nhưng cuối cùng cũng chính Elon Musk nói rằng là hãy bỏ phiếu cho những thành viên, những ứng cử viên ở bên phía đảng Cộng Hòa đó là Elon Musk, giống như cái chuyện sa thải hàng ngàn nhân viên Twitter chỉ trong một đêm, rồi sau đó gửi thư ra và kêu gọi những kỹ sư phần mềm mà viết code giỏi, hãy quay trở lại công ty đi, đó cũng là Elon Musk. Và sau đó công bố bắt nhân viên phải ký vào những cái bản là không được tiết lộ những cái thông tin của công ty, nhưng chính ông lại liếc ra, lại tung ra những cái đoạn hội thoại của nhân viên, trong công ty về cái chuyện là đóng cái tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump, đó cũng là Elon Musk nhưng mà cái lớn hơn là bảo vệ quyền tự do ngôn luận để rồi đóng tài khoản của những nhà báo thực hiện quyền tự do ngôn luận, đó cũng là Elon Musk và cái hình cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin ban kỹ thuật cho chúng tôi xem hình mà quý vị sẽ thấy ngỡ ngàng Hoàng Vi vừa mới phát hiện vào sáng hôm nay đó. Quý vị thấy không? Đây là cái hình profile của ông Elon Musk trên Twitter hiện nay. Quý vị có thể kiểm chứng bằng cách lên Twitter cũng là mặc áo giáp và cũng là một siêu anh hùng và đây đây cũng là một siêu anh hùng khác của nước Mỹ. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.